Hi, chào các quý anh chị. Hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2020. Bên Washington của em đã lạnh rồi. Chiều tối còn có 10 độ thôi. Hôm nay em muốn chia sẻ với các anh chị về cách trồng rau ngò ôm. Các anh chị thấy rau ngò ôm của em tốt không nè? Đó, em ăn không có hết. Bây giờ chuẩn bị đông rồi, cho nên em sẽ trồng để em thử nghiệm cái mùa đông nó sống hay không. Mùa hè thì quá tốt, em không có dùng kéo cắt đâu các anh chị. Em rước này như vậy nè, em sẽ rước những cây cao, nó cao hơn cái thùng rồi. Em tối em đậy tấm ni lông lại. Rồi em sẽ trồng vô trong cái chậu này. Em đang kiếm cái chậu em trồng. Cái chậu này em mua 99 cent một cái. Nếu mà mua mới thì tới 7 đồng hay sao á, nó có nắp. Còn mua không có nắp thì nó bán 99 cent trong Woodview á. Lựa những cây to, khỏe, cao trồng. Khi trồng thì chúng ta để nằm nó nghiêng. Đó. Cái đất trồng này á, anh chị đừng có lo là phải mua rồi tốt. Em trồng đất này á là cái garden mix thôi. Em có người bạn nhà anh ở ngoài đó là gì ta? Giống như là cái khu đó nó đất ít lắm, không có nhiều đất, cho nên ảnh cũng muốn trồng trọt. Cái ảnh mua một lần 10 gia luôn, ảnh gửi trong đất của em, rồi thế là tụi em chia nhau xài. 10 gia 300 đồng, một gia là 30 đồng, người ta chở cho mình luôn miễn phí, dễ lắm các anh chị ơi. Anh chị trồng thử thôi, như em đi đó. Em trồng rồi cho nên nó em thấy được em mới chia sẻ. Em coi hả, nát mấy cái video của những người chia sẻ luôn á, mỗi người một cách, nhưng mà hầu như ở người ta ở cái bang nóng á, người ta trồng dễ lắm, mình ở bang lạnh khó trồng lắm. Em cũng thử nghiệm nha, em không có dùng kéo cắt đâu, em không dùng kéo cắt các anh chị. Ăn á, cái em ra em lấy tay em bứt, em lấy tay em bứt vậy, em giật lên để vậy đó, xong cái em ngắt cái phần ngon này nè, em nấu, tại em không có cắt từ dài, em nấu phần ngon thôi. Còn phần dài này á, em cắm xuống lại rồi nó tốt tiếp. Các anh chị làm thử giống em coi, nhiều lúc á nó kỵ, có những cái nó kỵ dao kéo, mình cũng thử coi, em thử coi nó có đúng như em không. Bứt mà nó tốt á, nhiều lúc mình cứ kỹ điệu mình lấy kéo mình cắt đồ cho đẹp kia, nhưng mà nhiều lúc nó kỵ. Em thấy người Mỹ á, họ đi hái nấm á, họ không có dùng kéo đâu các anh chị, họ lấy cái dao hay cái cây làm nhọn nhọn nha, họ chọt, họ lấy cái nấm lên xong họ lấp đất lại. Ở Việt Nam mình á, có cái loại cây á, là cây nấm mối á. Em thấy á, nó tốt lắm. Chỉ có mùng 5 tháng 5 nó mới có. Mà bà con mình á, tại vì lợi nhuận bán được lắm các anh chị, cả triệu đồng một ký rồi á. Cái họ dùng dao á. Em nghĩ vậy á, cho nên năm sau tới chỗ đó nó không có mọc nữa. Đó. Rồi, em chỉ làm đơn giản này thôi đó. Em nghĩ là nó không chết đâu, nhưng mà quan trọng sống mùa đông hay không thì em đang nghiên cứu. Thấy được thì em sẽ chia sẻ cho các anh chị xem trong cái clip khác ha. Em nghĩ cái đất, cái ngò ôm này nó sống ở vùng đầm, vùng là có nước, ở bờ ruộng rồi này kia vậy. Mà ruộng thì đất cát nhiều. Cái garden mix này á là nó là đất cát thôi. Rồi nó mít cái thân vô trong mình. Rồi. Một
giờ em trồng thử vô đây nữa, tại em thấy cọng này nó cao quá, em đậy cái nó thấy vô nó bị cong, cho nên giờ em chi tiết em làm vậy á chứ hết nghiên cứu. À, anh chị nào mở gần đây tới cho luôn, trồng sẵn cho luôn mới ghê chứ, em đây là vậy á, vui ở nhà mình à, trồng vui anh chị ơi. Cứ mình cắm xuống giống như mình đi cấy lúa vậy đó, anh chị có cấy lúa không? Em thì thật sự em đi xuống cho biết thôi chứ em cấy dẹt à, cấy hai cây chạy lại người ta nữa. Em thấy các bạn em với chị của em gọi đi cấy lúa kiếm tiền đi học á anh chị, mùa hè 3 tháng hè đi cấy lúa kiếm tiền mua sách vở quần áo khổ lắm, thương lắm, làm hoài cái năm không có đủ ăn nữa. Rồi thôi em chào các anh chị nha, cảm ơn các anh chị đã xem video của em, nếu hay á các anh chị bấm vô đăng ký cho em để em có ra clip mới á các anh chị được coi sớm nhất. Bye anh chị.